Xin chào các bạn. Với chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, Canada luôn đề cao nền giáo dục và ưu tiên phát triển hàng đầu. Chính phủ Canada hỗ trợ tài chính hoàn toàn cho các bậc tiểu học và trung học và một phần cho các chương trình học cao hơn. Các trường cao đẳng và đại học tại Canada có uy tín lớn trên thế giới về chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, chính phủ còn hỗ trợ về các chương trình trợ cấp xã hội, hỗ trợ về nhà ở, miễn phí dịch vụ y tế và các dịch vụ an sinh xã hội khác cho người dân. Và một điều quan trọng không kém là sự an toàn và an ninh tại đất nước này. Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới và có một hệ thống tư pháp công bằng và minh bạch. Chính vì vậy mà các du học sinh luôn mong muốn được định cư tại đất nước này. Chính phủ Canada luôn tạo những điều kiện riêng biệt tại từng bang để có thể thu hút các du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau có thể định cư. Tự hào là tỉnh bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Canada, thì Manitoba dự tính đến năm 2020 sẽ có thêm 20.000 công việc mới, chưa kể các công việc cũ cần người thay thế do người lao động nghỉ hưu hoặc nghỉ việc. Do đó, chính phủ Canada đã đặc biệt ưu đãi những chính sách độc nhất tại tỉnh bang Manitoba dành cho sinh viên quốc tế như miễn bảo hiểm y tế, hoàn lại 60% học phí, hướng dẫn việc làm và cho phép định cư Canada chỉ sau 6 tháng tốt nghiệp. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng tìm hiểu với chuyên viên tư vấn là chị Đoàn Lụ, có thể tìm hiểu rõ hơn về thông tin cũng như những chính sách hoàn học phí tại bang Manitoba các bạn nhé. Thì chào chị. Chào em. Đầu tiên sẽ là câu hỏi của bạn Hồng Nhung tại Lâm Đồng. Chào chương trình, em muốn hỏi về bang Manitoba ở Canada. Bang Manitoba nhận được nhiều chính sách ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế. Chương trình có thể nêu các chính sách đó cho em hiểu thêm được hay không? Chào bạn, trong hệ thống 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ ở Canada, Manitoba được xem như là tỉnh bang đi đầu về nhiều chính sách hấp dẫn trong phát triển lực lượng lao động thông qua giáo dục và khuyến khích định cư. Sinh viên quốc tế có nhiều ưu đãi hơn khi chọn Manitoba là nơi bắt đầu con đường học tập và định cư của mình. Mỗi năm có đến 15.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến Manitoba để kiếm việc và sự nghiệp. Một môi trường giao tiếp thân thiện và môi trường sống chan hòa cho gia đình. Thì chính sách miễn hoàn toàn bảo hiểm y tế cho du học sinh quốc tế, đây có thể gọi là cái chính sách có giá trị nhất, đảm bảo tốt nhất và an tâm nhất cho người nước ngoài tại Manitoba. Đặc biệt là sinh viên Việt Nam, tất cả các dịch vụ y tế từ nhỏ cho đến khám chữa bệnh cúng thông thường, nhức đầu hay lớn hơn là phẫu thuật đều được chính phủ chi trả. Về chính sách hỗ trợ học phí tối đa, thì học phí của một số trường đại học tại Manitoba chỉ bằng 50% học phí của các trường đại học khác. Điển hình là học phí của trường đại học lớn nhất Manitoba là trường đại học Manitoba, trung bình khoảng 14.000 đô la Canada, chỉ bằng 1/2 các trường đại học khác như là đại học Toronto trung bình là 35.000 đô la Canada, đại học Waterloo trung bình là 22.000 đô la Canada, đại học Western Ontario là 21.000 đô la Canada. Chính sách hoàn trả 60% học phí tối đa lên tới là 25.000 đô la Canada, thì gần khoảng cỡ 500 triệu Việt Nam đồng. Thì nếu như sinh viên quốc tế làm việc tại Manitoba, chính quyền tỉnh bang sẽ hoàn trả lại 60% học phí cho sinh viên thông qua chương trình thuế và thu nhập. Tổng số tiền được hoàn lại sẽ lên tới 25.000 đô la Canada. Về chính sách cấp giấy phép ở lại làm việc lên tới 3 năm sau khi tốt nghiệp, thì sau khi tốt nghiệp các chương trình học cao đẳng, đại học, sau đại học tại Manitoba, tỉnh bang cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc với thời gian lên tới là 3 năm. Đây là thời gian dài nhất trong diện ở lại sau khi tốt nghiệp nếu so sánh giữa các quốc gia khuyến khích nhập cư. Về chính sách định cư sau khi tốt nghiệp thì không cần xét điểm giống như là Úc. Thì chỉ duy nhất sinh viên quốc tế học tập tại Manitoba được chính quyền tỉnh bang đưa ra chương trình nhập cư, đặc biệt là ưu tiên. Không cần dựa vào hệ thống tính điểm, không cần người bảo lãnh, chỉ xét hồ sơ. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu 6 tháng tại đây, sinh viên quốc tế có quyền nộp hồ sơ theo diện này. Về chính sách Express Entry, cho phép sinh viên xin PR nhanh chóng mà không cần đợi 6 tháng sau tốt nghiệp. Ngoài các chương trình Experience Class, có một cách khác để sinh viên quốc tế có thể dễ dàng xin PR một cách nhanh nhất mà không cần job offer. Thì từ tháng 1 năm 2015, Bộ Quốc tịch và Di trú Canada có mở một hệ thống điện tử được gọi là Express Entry, có thể upload hồ sơ của mình lên bất kỳ lúc nào. Chính phủ sẽ dựa vào các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng về ngôn ngữ, kết quả học tập và những cái kỹ năng khác để đánh giá. Đặc biệt là với chương trình này, họ không giới hạn về số lượng người ứng cử và được đánh giá sau mỗi khóa học hàng năm. Bất kỳ ai được chấp nhận sẽ được mời đến nộp đơn CBA trong vòng 60 ngày.
Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một bạn tên là Hoài Thu ở Tiền Giang. Chào anh chị tư vấn. Chính phủ Canada đã tạo nhiều chính sách ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế tại bang Manitoba. Vậy bang Manitoba có chính sách nào dành cho diện tay nghề hay không? Vậy điều kiện như thế nào? Mong anh chị tư vấn cho em rõ hơn. Chào bạn, chương trình định cư theo diện tay nghề của tỉnh bang Manitoba được áp dụng cho các đương đơn là người có thân nhân đang hoặc là đã từng sinh sống tại tỉnh bang Manitoba để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin định cư Canada theo chương trình định cư diện tay nghề tại tỉnh bang Manitoba Skill Worker. Bạn phải đạt tối thiểu 60 điểm theo thang điểm được tính dựa vào ba yếu tố như sau. Thứ nhất là cái khả năng ngôn ngữ nó đã chiếm tối đa là 25 điểm. Thì khả năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên cái khả năng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp của đương đơn. Nếu đương đơn có khả năng thông thạo cả hai ngoại ngữ Anh và Pháp thì đương đơn sẽ chọn một ngôn ngữ là First Language. Tổng số điểm khả năng ngôn ngữ bằng điểm First Language cộng với điểm của Second Language. Yếu tố thứ hai là về độ tuổi, tối đa là sẽ hết 10 điểm. Độ tuổi của đương đơn là từ 18 tới 49 sẽ được tính theo số tuổi khi đứng đơn nộp hồ sơ. Thứ ba là về kinh nghiệm làm việc, tối đa làm chiếm hết 15 điểm. Thì điểm kinh nghiệm làm việc sẽ được tính dựa trên số năm làm việc toàn thời gian trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi nộp đơn. Câu hỏi của bạn Bảo Nhi đến từ Quảng Ninh. Em muốn du học ở Canada, nhưng em thấy học phí ở đây khá là cao. Em có thấy học phí ở bang Manitoba được hỗ trợ học phí, nên học phí ở các trường ở đây thấp hơn các trường ở bang khác. Em muốn biết thêm thông tin một số trường ở bang Manitoba này. Chào em, với chính sách hỗ trợ chi phí tối đa học phí của một số trường đại học tại Manitoba chỉ bằng 50% học phí của các trường đại học khác, thì chị sẽ giới thiệu cho em một số trường để em có thể lựa chọn. Đại học Manitoba thành lập vào năm 1877 là trường đại học đầu tiên ở vùng Tây Canada, nằm trong trung tâm thành phố Winnipeg. Với đội ngũ giáo viên chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại và các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất, sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt trong một môi trường lý tưởng cùng với các chương trình ngoại khóa và câu lạc bộ vui chơi giải trí. Tại đây, bạn sẽ được phát triển các kỹ năng mềm và mở rộng nhận thức về hiểu biết. Đại học Manitoba thì nổi tiếng về việc đào tạo các chuyên ngành như là kế toán, kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, tâm lý. Đại học Manitoba là một trong ba trường đại học lâu đời nhất tại Canada, được xếp hạng trong danh sách 400 trường đại học lừng danh nhất trên thế giới trong nhiều năm liền, và là trường có cái chương trình business thuộc top 5 và chương trình kỹ thuật thuộc top 10 tại Canada. Thứ hai thì chị sẽ giới thiệu cho em biết về trường Brandon. Trường được thành lập vào năm 1899, nằm tại thành phố Brandon, bang Manitoba. Hiện nay học phí ở Brandon được xem là rẻ nhất ở Canada. Trung bình một sinh viên quốc tế chỉ phải trả gần 7.000 đô la Canada một năm. Trường đào tạo các ngành như là nghệ thuật, giáo dục, âm nhạc, nghiên cứu sức khỏe, khoa học và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, trường còn có chương trình 2+2, nghĩa là 2 năm học tại cao đẳng, sau đó sẽ chuyển lên 2 năm học tại chương trình đại học cho các ngành học như là quản trị kinh doanh, thiết kế, khoa học môi trường và địa lý. Với thông tin mà chị giới thiệu với các bạn về thông tin của hai trường tiêu biểu tại Manitoba, còn nhiều trường khác nữa thì các bạn hãy liên lạc theo số điện thoại 0838484879 hoặc 0838382080. Tùy theo cái chuyên ngành mà em lựa chọn mà sẽ được tư vấn một cái trường cụ thể hơn. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng hãy truy cập vào website visacanada.edu.vn để tìm hiểu thêm nhiều thông tin, hoặc lên trực tiếp văn phòng của công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh.